Bộ Y tế nói gì về biến thể JN1 của virus SARS-CoV-2? Chưa có bằng chứng về sự tăng nặng của biến thể JN1 của virus SARS-CoV-2 so với các biến thể trước đó và nguy cơ sức khỏe cộng đồng vẫn được đánh giá ở mức độ thấp ở cấp độ toàn cầu. Chiều ngày hôm qua 22 tháng 12, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia ghi nhận thông tin biến thể JN1 của virus SARS-CoV-2 gia tăng nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu trong thời gian gần đây. Biến thể JN1 thuộc nhóm biến thể cần quan tâm, theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron. Tuy nhiên, theo Cục Y tế Dự phòng, hiện chưa có bằng chứng về sự tăng nặng so với các biến thể trước đó và nguy cơ sức khỏe cộng đồng vẫn được đánh giá ở mức độ thấp ở cấp độ toàn cầu. Dù vậy, số mắc SARS-CoV-2 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là ở các quốc gia đang bước vào mùa đông, có thể làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện tại các cơ sở y tế. Trong thời gian vừa qua, virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tạo ra các biến thể mới, gần nhất là biến thể JN1. Trên cơ sở thay đổi về đặc tính của virus, mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng liên quan hoặc là hiệu quả của vaccine, thuốc điều trị, chẩn đoán, các biện pháp xã hội, v.v. WHO phân loại biến thể của SARS-CoV-2 thành 4 nhóm, gồm biến thể cần quan tâm, biến thể đáng lo ngại, biến thể được theo dõi và biến thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát, số mắc ghi nhận thấp rải rác tại một số địa phương và phần lớn có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, số nhập viện và số bệnh nhân nặng tại các cơ sở điều trị thấp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.